Vâng, xin chào quý bà con cô bác. Hôm nay đi qua đây vô tình gặp được gia đình hai bác nông dân đang gặt lúa. Ở đây là cánh đồng Quỳnh Khê, Quỳnh Phụ Thái Bình. Hai bác gặt lúa thủ công, cũng quay lại một chút để làm kỷ niệm. Để mai sau là các cháu nó biết được thời các cụ ngày xưa này gặt lúa như thế nào. Tay ở cái ruộng dưới kia nó còn đắng, nó còn khó lửa chút. À thế hả? Vâng, nó thụt nước hả? Thụt nước. Cái ruộng này khô ngon đấy. Ruộng này máy, đúng là máy vẫn vào được nhỉ? Vâng, ruộng này là máy vào đi, nhưng mà muốn là để nào cho vãi thì mình gặt tay này, mình cắt cái nước dạ này đi. Vâng, nhà bác cấy gì không? Cấy bảy sao. Úi trời, đâu hai ông bà cấy bảy sao? Hai ông bà. Các cháu đi làm xa hết rồi nhỉ? Vâng, các em đi làm xa hết. Giờ công ty hết rồi. Hai vợ chồng thằng lớn thì hai phòng, còn thằng đứa thì còn đi. Còn đâu có hai ông bà thì dạ. Dạ, là hai ông bà như thế già rồi thì ông làm không có lương nậu gì thì nói thật chút này, cố gắng làm thế để ăn rồi thì chăn nuôi rồi thì cho các em nó lấy hạt gạo ngon nó mang đi ăn, lại còn cung cấp gạo cho các con nữa cơ. Thì nó như là cái số là nó đâm đắt khóc của mình ấy mà. À. Một triệu bạc thì nó đi lấy hai chục cân gạo có thế. À. Nghĩa là như thế. Vâng. Ở trong nhà nông thì làm ruộng nó vất vả. Okay. Anh Xuân đã thấy chưa? Gật ra tay có sướng không? Lại được quay phim. Bác à, lâu lắm mới được thấy cái cảnh gật tay đấy chứ gật máy ở đây. Thì nhớ nói xuống đây chụp ảnh hả? Này phải lưu trữ lại.